Anh nhìn tóc em kiểu dạo này cũng kiểu xuống màu với kiểu sơ rồi đấy. Không nên là tóc em nó cần đẹp ngập lắm. Cái này là tối qua em chưa phụ lòng nên là nó hơi hôi, nó khô hết. Không, tóc này không được à? Hay là anh chẳng đi làm tóc khác ấy, đi nhuộm màu khác với kiểu gọi là gì nhỉ? Phục hồi lại tóc cho nó đẹp, mượt. Mà đi làm tóc thì làm quán ạ. Đây, có anh đi đấy. Xa không quan trọng, quan trọng là mình thích nhau, là mình đến với nhau, phải không? Bà Ngọc bà xem gì nhỉ? Chị Ngọc ơi, hả? Chị đang xem gì đây? Bà xem cho anh Hải ra, chị Thanh với lại anh Hiệp với lại anh Ly với lại mẹ anh Hiệp nữa đi đâu rồi. Vậy cả? Ừ. Mà... Nhưng mà nhìn nhìn xem thì anh Ly này giống anh Hải nhỉ, nhìn giống ít lúc luôn. Vâng. Giống nhau em thấy giống ấy, tại mặt anh Ly kiểu nhìn, nhưng mặt anh Ly bị béo hơn tí rồi. Nhưng mà hình như anh Hải là like ấy, like anh Ly về nhà anh Ly ở trên chỗ Hà Nam ấy. Mà sao anh Ly ở xa nhỉ, thích Hà Nam. Đấy, không biết sao hai anh em lại có duyên để gặp được nhau ở gì. Nhà anh Ly sao cho làm hương vậy nhỉ? Em chả biết. Mà cái chị này như vậy là... Chắc là vợ ấy có con như con đến mấy quả đầu ấy giống giống nhau. Đi tóc lên này mẹ ơi. À, đây. Đây là quả tóc rồi. Ui, cái chị này là vợ anh Ly sao ấy, không này. Vậy anh Ly mở quán tóc không nhỉ? Hay là mới mở rồi vào? Em chả biết nữa cơ. Bên ngoài lúc nãy in vừa vào ấy, thấy có cái biển là mình như anh Hải với anh Ly mở cắt tóc cùng nhau xảo ấy. Đó. Và thấy có tiệm cắt tóc Hải Ly mà. Lúc mà vừa vào em thấy biển cắt tóc Hải Ly cơ mà. Thế là anh Hải mới mở chung với anh Ly à? Anh Ly đấy. Anh Ly đấy. Đó. Anh Khải không? Xem đi rồi. Anh nói em xem này. Hả? Xem quán tóc của anh Ly to chưa? Sao em mới quán tóc của anh Ly? Này, đây quán tóc của anh Ly Phương này, em nhìn thấy ạ. Anh Ly anh hả? Ừ. Em vào xem nào. Ừ, em vào xem anh. Ly Hải Ly. Đây này, Hải Ly đây, nhìn hai anh giống nhau nhỉ? Ờ, sao? À. Đúng ra anh giống nhau chứ. Hôm nay là anh Hải anh đưa Hiệp Thanh lên chỗ nhà anh Ly. Chắc quán anh Ly chắc anh có quán tóc rồi ấy. Nhìn anh em có cả nhà thu ngọt mình thích nhờ. À, anh lên quả tóc đấy nào chưa anh Khánh? Hả? Anh lên đấy được nào chưa? Anh chưa lên nhưng mà anh Hải bảo vậy. Và đưa Nhật với cả mẹ anh Nhật nữa. Lên nhà anh đi chơi. Một buổi. Vậy đấy. Mà cả nhà cũng thích nhỉ? Ừ. Em thì đi được. Anh Hải với anh Ly nhìn giống như nhau. Còn Nhật nhìn nó khác hẳn một trời một vực luôn. Nhìn khác thật. Mấy tiệm cắt tóc này thì mời nhà anh Ly xa mình đúng không anh Khánh? Hả? Xa nhà mình không? Xa gì? Nhà anh Ly đi. Đó. Ở xa mình không đi. Xa mình không ạ? Vâng. Ở ngoài Hà Nam cách khoảng mấy chục cây. Mấy chục cây rồi. Cây. Nó 60 cây. Dạ, em tưởng gần thì em thử em sang em cắt tóc xem. Đây có anh Ly cắt tóc hả? Vâng. Nhưng mà đi xe ra ngoài anh Ly cắt tóc, anh làm cái tóc mà thế anh Hải vậy? Anh Ly làm cái tóc hả? Mà xa vậy ai đi được? Nhìn mà coi này cắt chắc cái tóc đẹp lắm nhỉ? Ờ, thế bảo anh ở nhà tặng tóc đẳng cấp lắm. Anh cần kiểu nhận học viên các kiểu thầy giáo luôn rồi. Nhưng mà em thầy nhìn anh đi với anh Hạ sao là giống nhau thế thì chị? Cả không mà ấy đấy. Hai anh em ruột với nhau đã không giống nhau thì giống ai đâu. Rất là sự gần, nhưng mà kiểu nhìn Hiệp đi. Đầu tiên nhìn em cảm thấy Hiệp giống anh Hạ thế nào? Đầu tiên không biết chưa kiểu bà Ký anh bảo vậy, nhưng mà bà Ký ba có ấy đâu đó bảo là mỗi thằng đẻ nó thằng được một tính khác nhau ai biết được. Nhưng mà nhìn ra thì lên người vui vẻ xuống một lại vui rồi. Hiệp nó mà quay đầu là bà thích rồi. Hiệp lên đây là gì anh? Chắc là lên thăm nhà thăm cửa ấy. Có tóc anh rộng hết rồi. Cả mà gần thì em lên cắt tóc thử nhưng mà xài ra thì... Anh Hải với em lên làm chung rồi. Anh không nhỏ. Mở đâu chứ mà. Anh bảo. Anh nhìn tóc em kiểu dạo này cũng kiểu xuống màu với kiểu sơ rồi đấy. Không nên là tóc em nó cần đẹp ngập lắm. Cái này là tối qua em chưa phụ lòng nên là nó hơi hôi, nó khô hết rồi. Không, tóc này không được à? Hay là anh chẳng đi làm tóc khác ấy, đi nhuộm lại màu khác với kiểu gọi là gì nhỉ? Phục hồi lại tóc cho nó đẹp, mượt. Mà giờ làm tóc thì mất mấy trăm nghìn đấy. Mấy trăm nghìn thì được, anh làm đẹp cho người yêu anh là được em mà nhỉ? Nhắc cho người yêu anh ra ngoài bán hàng nó bán làm gì khuôn mặt người ta bắt hình dung nữa xin người ta mua hơn nhiều. Ờ mà đi làm tóc thì làm quán ạ. Đây có anh đi đấy. Thì không ạ, có này đi Hà Nam xa lắm mấy chục cây cơ mà.
xa không quan trọng, quan trọng là mình thích nhau, là mình đến với nhau phải không? Cái là yêu nhau vậy, anh ấy yêu nhau sai nha, anh ấy yêu nhau tìm nhau phải không? Nhưng anh ấy chỉ là cái thích quá là anh chẳng đi luôn được. Nhưng mà anh em mình bắt xe gì ạ? Không, đi xe máy. Hiểu rồi. Đi nếu mới 40 cây đi xe máy chắc tầm khoảng gần tiếng đấy. Không, tầm khoảng anh hẳn đi từ đây đấy tầm khoảng hơn 50 cây. Hơn 50 cây đi thì tầm khoảng tiếng, tính như anh đi xe máy tầm khoảng tiếng thôi. Nhanh vậy ạ? Ờ. Nhưng mà sao? Ôi, sao đấy? Anh ra anh bảo anh đi, anh gặp anh Ly, anh trai anh hẳn anh xem anh trai hẳn anh chưa gặp ông ngoài đời rồi. Nay tiện thể nhân cái dịp này là anh ra đấy anh chơi một hôm. Khéo ra anh hẳn đang ngoài đấy, anh chỉ ra ngoài đấy anh hẳn. Anh hỏi nó sao mà tại anh quên lòng bỏ đây làm gì. Nhưng mà đi thật ạ? Đi luôn. Bây giờ thay quần áo đi luôn, thay mặt anh luôn. Mặc váy thôi. Anh mặc quần dài, đi này đi anh ra hết anh chân. Anh phải ra rồi, nếu mà số gì nữa gái lại thích nhờ. Anh cắt tóc hả? Anh cắt tóc luôn. Có ra đấy, anh đi cắt tóc luôn được. Đi đi. Bây giờ hơi xa mà kiểu anh trai của anh Hải có cái đường giảm giá nhỉ anh nhỉ? Mà em thích được màu gì? Em màu gì nữa? Thôi ra đấy anh. Mà anh tư vấn luôn. Được. Em đi luôn anh này chuyên nghiệp đấy. Em á? À? Em không đi đâu, xa. À, đi có xe đâu. Có xe đâu. Anh mà đi hai đứa một xe rồi. Đi cả ba ra đấy mà công an. Công an đấy. Mà em thấy quán anh Ly cũng to đấy, khéo cắt làm đẹp các thứ gì vậy nhỉ? Bước vào ấy, anh ấy 30 vuông luôn mà. Có cả tính nhận nhà anh nghe bảo, anh Hải anh bảo là anh Ly nhận đào tạo học viên nữa mà. Dạ. Ừ. Vậy anh nhập cho bạn học xuống đến đi học nghề. Ừ, chắc là anh Hải cho anh nhập xuống chỗ anh Ly nhận ngày gì rồi. Không biết anh học, học nghề là nhận. Ai chỉ đứng không trong nhà làm việc ở nhà nhưng mà cắt tóc giỏi cơ thì có khách, còn cắt tóc xấu thì không có khách đâu. Nhưng mà lúc anh thì lúc khác anh đi đâu đó. Ừ. Cả thanh thứ ra hết đi nhá. Anh cũng gọi rồi luôn. Càng nhìn lại càng dễ nhảm, anh Ly thích không em đi. Với qua nhìn nhau. Càng nhìn càng giống nhau. Anh em giống nhau yêu, anh em được nhau thì chẳng giống nhau. Nhìn mà xem giống nhau lắm. Cả cái góc nhìn này ra giống thế này. Ừ. Kiểu máu kiểu tóc như vậy. Kiểu tóc cái nhịp buồn kiểu giống y xì lúc nhau rồi. Anh cắt kiểu giống nhạc, giống nhau nhá. Giống nhạc. 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 Giống chỗ ăn cắp vậy lắm vợ lên nhỉ hay em vậy nhỉ mà học tính đẹp tính tốt thì mà học ăn trộm cắp của nhà làm gì đúng ạ. Nhưng mà nếu mà Hiệp là quay đầu mình bò thì anh Hằng cũng không phải yêu nhỉ. Anh Hằng sẽ tha thứ cho Hiệp. Đi xa đó gia đình hạnh phúc nhà gia đình đông vui em hẳn mua đúng một số liệu chỉ coi đấy chứng tỏ thôi bây giờ anh mình đi luôn đó, một phát đóng như Hà Nam luôn. Đi. Đấy. Anh vừa anh chỉ chuẩn bị sáng đồ đi, có tí nữa lại nắng to lên. Em cũng đang muốn anh đừng đi bây giờ, anh đừng giấu mẹ đi đâu, không cho mẹ biết đâu. Giấu mẹ? Không đi nào xuống chân xuống hỏi mẹ đi. Không giấu mẹ không cho mẹ biết. Thôi hay anh chị đi tí em nói với mẹ. Không nói được, không được anh mẹ biết. Đó, tí là cha mẹ thì thấy đầu mới của em mẹ bất ngờ phải không? Anh nhuộm tóc à? Hả? Nhuộm tóc hả? Ừ. Nó nhuộm là màu sắc cái làm lại học kiểu là đẹp ra thì anh tư vấn cho ít tiền thôi. Ừ. Đã đi thì anh là đi xa chuyến làm đẹp. Chơi giờ tới Tết luôn thì lo gì. Người yêu của anh và anh trai chút tí là xinh nên nó đẹp. Bảo có anh Hải kiểu nói khéo khéo lên tí kéo đường giảm giá đấy. Anh Hải em là em nhà không? Chỉ đi tiệm giảm giá đi em không lo về giá. Anh cả là anh biết anh chơi anh hẳn là đi anh cầm lên giá đắt mà quá to như tí này thì nó có giá sẵn rồi cắt tóc chịu cũng được đông khách phải không? Ô bây giờ anh mình anh đi xuống nước quần đi. Anh cũng quần rồi hoặc quần dài anh đi luôn. Có anh mặc áo không? Anh mặc như vậy anh mặc áo thì nó chùm mặc áo được khách trời ngoài mặc dâm dâm mình trời ngoài đang dâm dâm mặc cái áo dâm áo dâm em người dâm không? Trời phải 40 độ
ngoài đường. Người dân. À, hay là anh mặc áo chống nắng dài giống của em, có hai cái đây. Đưa anh mặc áo chống nắng dài.